Xin chào các bạn, tôi muốn giới thiệu với các bạn phẫu thuật chỉnh sửa vòng 1 đã bị hư sau khi phẫu thuật nâng ngực. Thế thì tôi cần phân biệt ra một số bạn là vừa phẫu thuật xong 1 đến 2 tháng sau có vấn đề, và một nhóm là sau thời gian 3 năm, 5 năm, 7 năm. Ở đây có những trường hợp sau 30 năm, sau 40 năm, người ta muốn sửa lại để cho cái dáng ưng ý. Chúng ta cần phải tách biệt hai vấn đề ra. Vấn đề thứ nhất là các bạn vừa sửa xong, các bạn không đạt được ý muốn. Vậy những tiêu chuẩn nào làm cho các bạn không thấy hài lòng, các bạn phải chia sẻ với chúng tôi. Những tiêu chuẩn làm đẹp của vòng 1 bao gồm: khe ngực có đạt được cái độ khích như các bạn mong muốn hay không, tức là từ 0.6 đến 0.8 giữa hai bầu ngực hay không. Thứ hai là các bạn đạt được độ bầu tròn từ nếp, từ đầu ngực cho tới nếp dưới bầu vú hay không. Tỷ lệ giữa cái nếp phía trên bầu vú đến đầu ngực chúng ta chia làm 3 đoạn, thì từ đầu ngực cho tới nếp dưới bầu vú chúng ta chia làm 2 đoạn, và 5 khúc này, 5 đoạn này bằng nhau. Vậy chúng ta có đạt được điều đó hay chưa? Thứ ba là về mật độ phân bố mô tuyến, có nghĩa là chúng ta tưởng tượng có cái đường đi ngang qua hai đầu ngực, thì khối lượng mô tuyến từ cái đường đó đi lên phía xương đòn là 45%, và từ cái đường đi ngang hai đầu ngực đó xuống dưới cái nếp dưới bầu vú là 55%. Chúng ta có đạt được điều đó hay không? Vậy căn cứ vào những điều đó, chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn giải pháp để khắc phục, để phục hồi từ khe ngực cho đến bầu ngực, cho đến tỷ lệ của những đoạn đó cho nó bằng nhau trở lại, để trả các bạn về, để trả cái bầu ngực về cái nét tự nhiên, để cho các bạn có tự tin nhất. Vậy thì trong cái việc khắc phục lại tuyến vú rơi sợi ngay sau khi làm, nó còn một vấn đề nữa, đó là phản ứng giữa cơ thể của các bạn với cái túi. Phản ứng đó có thể thể hiện qua cái việc cứng, co cứng bao sơ đó. Thì cái việc co cứng bao sơ này các bạn nhận biết sau tháng thứ 3 đến tháng thứ 6. Cái việc co cứng này có thể chúng ta khắc phục lại bằng cách là bỏ cái túi đi, bóc cái bao sơ và chọn lại cái túi mới. Kỹ thuật nó là như vậy. Nhưng đi vào từng chi tiết thì các bạn vui lòng đến để chia sẻ, để khám, để tư vấn, từ đó mới ra được cái phương án làm cho nó hoàn chỉnh. Đối với vấn đề sau đã đặt sau 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm thì sẽ phục hồi như thế nào? Vấn đề đó chúng ta đặt ra hai chuyện. Một là cái mô che phủ cái túi nó bị mỏng dần đi, và cái việc mỏng dần đó làm cho các bạn sờ thấy cái túi. Hai là các bạn thấy cái việc chảy xệ, chảy xệ có thể theo hướng đi xuống dưới hoặc là chảy xệ ra phía bên ngoài. Cả hai vấn đề này theo thời gian thì đều khắc phục được. Với cái việc chảy xệ xuống phía dưới hoặc ra bên ngoài thì chúng ta sẽ dùng kim để may cái khoang lại, đúng nghĩa là dùng kim đi vào trong cái túi rồi may cái khoang lại cho nó vừa khít lại với cái túi chúng ta sẽ đặt mới. Thứ hai là đối với vấn đề mỏng cái lớp da, thì với vấn đề mỏng lớp da này, ở các nước phát triển người ta dùng một cái vật liệu nó gọi là Tiger Matrix, tức là cái miếng đó nó nhỏ bằng cái điện thoại các bạn, và trên mạng các bạn có thể search thấy cái đó, và cái miếng đó được đậy hay nói khác là lắp lên cho cái da nó dày thêm để chúng ta không sờ thấy cái túi nữa. Và cái miếng này hiện tại khá đắt, cho nên với kinh nghiệm của MCAT, chúng ta dùng cái vật liệu mỡ được lấy từ vùng bụng, chọn lọc ra cái mỡ hạt, và từ đó đưa cái mỡ hạt lại để làm dày cái lớp dày cái lớp da để che phủ cái túi cho nó kín kẽ hơn. Thế thì việc khắc phục vòng 1 không ưng ý sau phẫu thuật, các bạn lưu ý nó gồm có hai nhóm như vậy. Cố gắng chia sẻ với chúng tôi cái mà các bạn đang thiếu tự tin, để chúng tôi đưa ra cho các bạn phương án khắc phục trọn vẹn nhất. Xin chào.